Tổng thống Biden gặp vấn đề sức khỏe khi tranh luận với ông Trump. Tổng thống Biden dường như rất khó khăn với giọng nói của mình trong thời điểm đầu của cuộc tranh luận trực tiếp trên kênh CNN tối ngày 27 tháng 8, theo giờ địa phương. Tổng thống Biden liên tục hắng giọng hoặc ho nhiều lần trong các phần phát biểu của mình khiến giọng nói của ông không được trơn tru. Nguyên nhân của tình trạng này theo bác sĩ của Tổng thống Kevin O'Connor là do bị trào ngược axit dạ dày. Bác sĩ O'Connor cho biết trong một bản báo cáo sức khỏe vào tháng 2 vừa qua rằng ông Biden thỉnh thoảng gặp các triệu chứng của chứng trào ngược dạ dày thực quản. Chính vì thế ông phải hắng giọng thường xuyên hơn. Triệu chứng của ông Biden thường trầm trọng hơn ngay sau bữa ăn và ông phải dùng thuốc Pepcid vào buổi sáng và Nexium vào buổi tối để kiểm soát axit. Ông Biden cũng phải vật lộn với chứng nói lắp, một vấn đề mà ông đã chia sẻ một cách cởi mở và nó đã ảnh hưởng lớn đến ông. Trong bài phát biểu năm 2020, ông Biden cho biết, việc nói lắp của ông không liên quan đến trí tuệ và ông nghĩ một phần của nó là sự tự tin và rằng ông phải suy nghĩ theo hướng không vội vàng. Bên cạnh đó, CNN cho biết, Tổng thống Joe Biden đã bị cảm lạnh trong những ngày gần đây. Giọng nói của ông nghe khàn đặc trong suốt cuộc tranh luận,